Có một lời chúc cho các thí sinh được bước tiếp vào vòng tiếp theo thật là bình tĩnh, tự tin và thể hiện tốt nhất cái ca khúc của mình, phần thi của mình. Chúc mừng các bạn đã được lọt vào vòng này. Bắt tay lần nữa với em, hát bài này cầu nhạc lên luôn ạ. Cảm ơn em. Em nghĩ là em rất là nhiệt tình và đám mê thì các bạn mình chúc em thành công. Và những là anh biết em ở ngoài là em cũng đang có những dự án rất là hay. Vì vậy là anh xin chúc cho em con đường nghệ thuật của mình, con đường âm nhạc của mình là thành công. Chúc mừng em. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
Trời ơi.